Mến chào quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay ngày 23 tháng 7, kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất trong bản tin 11 giờ 30 hôm nay. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo, Alexander Van der Bellen, Tổng thống Cộng hòa Ý, Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ý và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7. Đây là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua và là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam với Ý và Vatican trong 7 năm qua, cũng là điểm nhấn quan trọng nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ý. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Áo, Ý và Vatican nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13 về độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với Áo, Ý và Vatican, thông qua Áo và Ý thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU và góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, nguồn tin riêng của phóng viên báo Người Lao Động cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kon Long thu hồi 16 quyết định giao đất ở biệt thự, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được huyện này cấp trái luật. Theo tìm hiểu của phóng viên, giai đoạn từ tháng 7 năm 2014 đến năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Kon Long đã có các quyết giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đất giá, không xác định giá đất cho 21 trường hợp, tổng diện tích trên 21.000 m2. Trong 21 trường hợp này có 5 trường hợp mà báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết thông tin. Sau khi các bài viết được báo Người Lao Động đăng tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ các nội dung. Theo cơ quan chức năng, việc giao đất biệt thự không thông qua đấu giá là vi phạm điều 118 Luật Đất đai năm 2013, có biểu hiện thất thu ngân sách. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo Ủy ban nhân dân Kon Long thu hồi 16 quyết định giao đất ở biệt thự, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được huyện này cấp. Đối với các trường hợp không thể khắc phục thì Ủy ban nhân dân huyện Kon Long báo để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ, tài liệu cho công an tỉnh Kon Tum để xem xét, điều tra xử lý theo quy định. Ngoài ra, tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết hiện có 3 cách thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh. Theo đó, cách thứ nhất, sau khi người dân xuất trình thẻ căn cước công dân tại cơ sở khám chữa bệnh, với căn cước công dân gắn chip khi quét mã QR đã có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về bảo hiểm y tế và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành. Cách thứ hai, người dân có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đã được xác thực trên ứng dụng VNEID. Cách thứ ba, người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng VSSID trên điện thoại để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh. Thưa quý vị, thị trường vàng trong nước vẫn trầm lắng khi biên độ chênh lệch giá mua vào, bán ra được giữ ở mức khá cao. Giá vàng hôm nay được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,45 triệu đồng một lượng, bán ra 67,1 triệu đồng một lượng, ổn định so với hôm qua. Nhưng so với cuối tuần trước, giá vàng SJC giảm khoảng 200.000 đồng. Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 56 triệu đồng một lượng mua vào, 57 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 150.000 đồng một lượng so với hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 1.960 đô la Mỹ một ounce, tăng nhẹ khoảng 6 đô la Mỹ một ounce so với tuần trước. Thưa quý vị, đêm chung kết Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã diễn ra vào tối qua ngày 22 tháng 7 tại Quy Nhơn, với chiến thắng của người đẹp đến từ Bình Định Huỳnh Trần Ý Nhi. Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, cao 1m75 và số đo 3 vòng lần lượt là 79, 59, 89cm. Ý Nhi tự tin và có nhiều trải nghiệm đứng trước đám đông. Cô hiện đang là sinh viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, người đẹp từng đạt danh hiệu Á khôi 2 tại Duyên dáng sinh viên Bình Định năm 2022. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Đào Thị Hiền và Á hậu 2 thuộc về Huỳnh Minh Kiên. Chị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động.
Ngay sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Khoảng 9,7 triệu cử tri Campuchia hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu ra bộ máy lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ mới. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ cho đến 15 giờ và kết quả sơ bộ dự kiến công bố vào tối cùng ngày. Có 18 đảng chính trị tham gia tổng tuyển cử, nhưng chỉ có 8 đảng đăng ký ở tất cả 25 khu vực bầu cử. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Campuchia, hơn 142.000 cảnh sát đã được điều động để đảm bảo hoạt động bỏ phiếu tại gần 24.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Trong các cuộc thăm dò trước thềm bỏ phiếu, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đang dẫn trước các đối thủ khác. Thưa quý vị, trung tâm thương mại Vremegoda ở thủ đô Moscow bị vỡ đường nước nóng ngày 22 tháng 7, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 70 người bị thương, nhiều người trong số đó bị phỏng. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, gọi sự cố vỡ đường nước nóng xảy ra tại trung tâm thương mại Vremegoda ở phía tây thành phố này là một bi kịch. Video trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên y tế đang điều trị cho những khách hàng và nhân viên trung tâm thương mại bị thương tại hiện trường, trong khi hơi nước nóng vẫn bốc ra từ cửa của tòa nhà. Các cơ quan báo chí của Nga dẫn lời các nhà điều tra xác nhận không phát hiện dấu hiệu rò rỉ khí amoniac tại hiện trường như nghi ngờ trước đó. Hiện, nguyên nhân chính xác của vụ nổ đường ống hiện chưa rõ ràng. Thưa quý vị, NATO và Ukraine sẽ thảo luận về an ninh ở Biển Đen vào tuần tới theo yêu cầu từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nội dung sẽ xoay quanh hoạt động của hành lang xuất khẩu ngũ cốc. Người phát ngôn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, bà Olu Lanzescu cho biết Hội đồng NATO, Ukraine được thành lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO mới đây, sẽ thảo luận về tình hình sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, các cảng của Ukraine. Theo bà Lanzescu, cuộc gặp sẽ diễn ra ở cấp đại sứ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao với hy vọng sớm nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Trước đó, Ukraine đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống các tàu chở ngũ cốc trên Biển Đen nhưng Nga cho rằng kế hoạch này không khả thi mà chỉ gây nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11:30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Ngọc Lý, Minh Diễm và Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.